Xin chào. Chào mừng đến Planet Yoga cùng tôi, Master Kaman. Hãy nâng cao sức mạnh tinh thần và thân thể của bạn lên tầng cao nhất cùng với yoga. Hãy tập cùng tôi. Xin chào. Xin chào. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu bằng một số điều cơ bản. Nó rất tuyệt và bạn sẽ thích nó. Nếu bạn có một chiếc khăn thì tóm lấy nó và lót với mông. Tôi chắc chắn là bây giờ bạn đã biết phải làm thế nào rồi. Bạn đang ngồi lên khăn và chờ tôi, rất cảm ơn. Bây giờ ta sẽ bắt đầu. Ngồi chéo chân nhé. Ta sẽ ngồi tư thế nửa hoa sen. Đặt chân phải lên trên chân trái thế này. Được không? Nếu bạn không thể làm được cũng không sao. Cứ ngồi như thế, hai chân chéo lại. Thấy không? Rất đơn giản, có thấy không? Tôi không muốn bạn cố quá, cứ tập trung vào hơi thở là được. Nào, bây giờ ta làm gì? Ta sẽ tập hít thở trước. Bên phải, ra giữa, sang trái, ra giữa. Và kỹ thuật cũng giống vậy, hít vào bụng phình ra. Và chúng ta tập cân bằng, tạo hơi nóng bằng Brachistra. Hít thở bằng bụng, sẵn sàng. Đặt tay lên gối, ngồi cao lên, thẳng lưng. Bạn có thể nhắm mắt hay mở mắt để thực hiện. Một khi bạn lĩnh hội được rồi thì nhắm mắt lại. Tốt. Hít vào, quay sang phải. Và thở ra. Bây giờ quay ra giữa. Hít vào. Và thở ra. Trái. Hít vào. Và thở ra. Giữa. Hít vào. Và thở ra. Phải. Hít vào. Và thở ra. Giữa, hít vào và thở ra. Trái, hít vào và thở ra. Giữa, hít vào và thở ra. Phải, hít vào và thở ra. Giữa, hít vào và thở ra. Trái, hít vào và thở ra. Giữa, hít vào và thở ra. Lần cuối nào, phải. Hít vào và thở ra. Giữa, hít vào và thở ra. Tốt lắm, nào mở mắt ra. Và một bài tập khác. Tôi muốn bạn ngước cằm hít vào và sau đó cúi cằm xuống và thở ra. Ta sẽ tập vài động tác. Sẵn sàng chưa? Nhắm mắt lại nào. Ngước cằm lên. Hít vào và thở ra, từ từ cúi cằm xuống. Hít vào và thở ra. Tốt lắm. Hít vào và thở ra. Lần nữa, cúi cằm, hít vào và thở ra. Hít vào khi bạn ngẩng đầu, dừng lại và thở ra. Cúi cằm và thở ra. Ngước cằm, hít vào và thở ra. Cúi cằm và thở ra. Lần nữa nào. Hít vào, thở ra. Lần nữa, hít vào và thở ra. Tốt lắm, từ từ ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng mở mắt. Tốt lắm, bạn đã làm gì? Bạn tập cổ, đồng thời đẩy chất độc ra ngoài, khiến thanh lọc hơi thở và massage vùng bụng. Nào, bây giờ ta tập bài tập kéo giãn nào. Đặt tay trái lên đầu gối, tay phải ra sau và nhìn ra phía sau. Thở 4 nhịp. 4 3 2 1 Rất tuyệt. Bây giờ nhìn ra phía trước và thả lỏng. Làm ngược lại nào. 4 3 2 1 Tuyệt lắm. Bây giờ quay ra trước. Tốt lắm. Bây giờ để hai tay qua bên đó.
bên phải. Để qua bên phải và cúi xuống. Nhưng phải thật cẩn thận, đừng nhấc mông lên như thế. Mông sát sàn và chỉ cần cúi xuống. Tốt lắm, nhẹ nhàng thư giãn. Tốt. Từ từ ngẩng lên nào. Tốt lắm. Nào, ta sẽ tập bên trái. Đặt hai tay bên gối trái. Chỉ cần thả khuỷu xuống và cúi đầu. Còn hai nhịp thở nữa. Thế này rất tốt. Và nhớ là đừng nhấc mông lên. Nếu mông nhấc lên, hạ xuống nhé. Đẩy tay. Từ từ ngồi dậy. Tốt. Lần này tôi muốn bạn đặt tay ra trước. Chắc chắn bạn có thể làm. Tôi chắc là bạn làm được. Sẵn sàng. Rất đơn giản. Thả đầu xuống tay. Bạn cứ giữ đó và hít thở 3 nhịp nhé. Nếu không thể cúi xuống cũng không sao. Tôi muốn bạn cứ giữ nguyên vị trí ở đó. Và nó sẽ giúp căng hết cỡ ở nơi này. Và nhớ là đừng có nhấc mông lên. Cứ giữ nguyên đó và ngã thân trên xuống. Ta còn một nhịp thở nữa. Nào, từ từ ngước cầm lên và ngồi dậy. Bây giờ bạn hướng qua hướng này. Bạn bỏ khăn qua một bên và ngồi thẳng với chân duỗi. Bạn quay qua và đan tay lại với nhau như thế này, chạm vào chân phải. Bạn có thể chạm nữa không? Rồi sang chân trái, rồi trở lại. Tôi nghĩ đến giờ chúng ta đã rất thành thục. Cử động nào, xoay nào. Tốt lắm, xoay nào. Xoay nào, ngã ra phía sau nữa. Tôi muốn bạn cảm thấy sự co lại khi ngã ra sau. Tốt lắm, cứ chuyển động. Tốt lắm, ngã ra. Nào, hai lần nữa. Rất nhẹ nhàng chạm vào chân. Tốt lắm. Một lần. Bây giờ ta sẽ tập từ trái sang phải. Trái sang phải, rồi ra sau. Tốt. Trái sang phải, rồi ra sau. Trái sang phải. Bạn có thể cảm nhận xương sống, cảm nhận bàn chân, cơ bụng nữa. Tốt lắm. Lần nữa, thật là đơn giản. Lần cuối cùng. Trái sang phải, rồi ra sau. Rất tốt, qua nào. Rồi bạn nghỉ ngơi. Ngã ra sau và hít thở 2 nhịp. 1 nhịp. Tốt lắm. Nào, nhìn thẳng lên. Lần này, hai chân khép với nhau. Nào, ta sẽ cùng chèo nhé. Nào, làm theo tôi nào. Nắm tay lại. Ngã ra sau một chút nào. Tôi muốn bạn cảm nhận cơ bụng. Có thể nó rung lẩy bẩy nhưng không sao, cứ thoải mái. Nào, cúi ra trước như bạn đang thực sự chèo thuyền. Và ngã ra sau. Ra sau một chút và cảm nhận cơ bụng. Và cúi ra trước. Tốt lắm. Nào, lại ra trước. Tốt, và ra sau. Tốt lắm. Rất tốt cho cơ bụng của bạn. Tôi muốn bạn giữ nguyên khi ngã người ra sau như thế và cúi tới trước. Tôi chắc chắn là bạn sẽ tham dự cuộc đua thuyền rồng được đấy. Nào, chuyển động đi. Nào, chuyển động. Ta còn một lần nữa chuyển động. Ta làm ngược lại nào. Xuống. Rất tốt. Bạn đang chèo ngược lại. Cử động. Cảm nhận cơ bụng khi bạn ngửa ra sau. Cảm nhận cơ ấy. Bây giờ hai lần nữa. Cử động đi nào. Tốt lắm. Một lần nữa. Chèo nào. Tốt lắm. Và thả lỏng. Thư giãn. Cứ thả lỏng chân. Đầu ngửa ra sau. Và ta hít thở 2 nhịp. Rất tốt. Nhìn lên nào. Bây giờ
ta sẽ tập dặn. Tôi muốn bạn đặt chân phải qua gối trái. Tôi muốn bạn ôm bằng tay trái, rồi đặt tay phải ra sau và nhìn ra sau. Những ai không thể tập động tác này, bây giờ ta đã biết cách làm khác. Thay vì chéo thì ta sẽ đặt chân thế này, dùng tay kéo và nhìn ra sau. Tôi muốn bạn giữ nguyên như thế. Và quay ra sau nhiều hơn nữa. Tôi muốn bạn cảm nhận sự vặn xoắn. Hít thở hai nhịp. Và bạn có thể tập thật đúng động tác này. Tôi muốn bạn dùng khuỷu trái chéo qua gối phải và giữ nguyên thế này. Bạn có thể vặn bụng được không? Rất tuyệt, tốt lắm. Ba nhịp thở. Và tôi muốn bạn hãy mở rộng vai, đừng co vai, càng mở rộng nó ra. Cứ giữ nguyên và một nhịp thở nữa. Cô thế nào? Tốt lắm. Cô thấy không? Đừng co cứng gì cả. Trong yoga hãy cứ từ từ. Sthiram Sukham Asthiram. Tư thế ấy thật dễ dàng và dễ chịu. Vì thế bạn dễ thực hiện được nó. Vì vậy hãy cố gắng. Bây giờ nhìn thẳng, thả lỏng và hãy để đầu gối ngã xuống. Xuống như thế. Đúng rồi. Nếu chỉ cao hơn thì hãy cứ làm thế. Tốt lắm. Và cứ hạ gối xuống. Nếu bạn không thể hạ, cứ để tự nhiên không sao cả. Mà nếu bạn quá cứng, để thế này quá đau, thì hãy để như thế này. Và nhớ lấy một chiếc khăn. Sẽ dễ chịu hơn nếu bạn ngồi lên khăn. Sẽ thoải mái hơn nhiều. Tôi muốn bạn ngồi thế này và dùng cả hai tay chạm vào chân một cách nhẹ nhàng. Tốt lắm. Đây là một tư thế rất tốt để căng gân chân và căng cả đùi trong nữa. Và mở rộng khung chậu. Tôi muốn bạn cứ ngồi đây và chú ý dương dài xương sống ra và hít thở. Tôi muốn bạn giữ nguyên và hít thở. Rất tốt, hít thở nhẹ nhàng và thật sâu. Tôi sẽ trở lại ngay. Rất tuyệt. Tốt lắm. Ta sẽ tập với chân kia nha. Sẵn sàng chưa? Hay bạn muốn giữ nguyên thế này? Tốt. Chân kia nào. Bỏ chân xuống. Ta đã tập căng rất tốt. Bây giờ đến chân trái. Chân này để qua đây hay gác qua, đó là tùy bạn thôi. Nếu thấy khó, cứ để ở đây là được rồi. Và ôm lấy. Vậy là xong. Đặt tay kia ra sau và nhìn ra sau nhé. Thế này dễ hơn. Và nếu bạn thấy thế này dễ hơn thì cứ quay ra sau nhiều hơn. Thế đấy. Luôn luôn tập phần vai này. Bạn thấy không? Mở rộng vai. Tuyệt lắm. Nào, hít thở hai nhịp và mở rộng vai ra. Tuyệt lắm. Có thấy không? Bạn tập phần thân trên. Tuyệt vời. Tốt lắm. Và ta sẽ đi vào sâu hơn. Thì tay sẽ thế này, nhẹ nhàng như là xin chào. Cứ giữ nguyên, mở rộng và cảm nhận sự vặn xoắn. Bạn thấy bụng vặn không? Tôi muốn bạn cảm nhận sự massage nơi đó và giữ nguyên. Hai nhịp thở. Có thể vặn nữa không? Hôm nay thế là tốt rồi. Mỗi ngày một ít, vậy là tốt lắm. Nào, nhìn ra trước. Thả lỏng nào. Tốt lắm. Bạn thấy chuyển động không? Bạn vặn. Và khi bạn thả lỏng ra, năng lượng sẽ dồn xuống. Khi bạn vặn xoắn như đang giặt giũ, và bạn sẽ có nguồn năng lượng mới dồn xuống bụng. Nào,
Và bây giờ bạn làm gì? Cứ thả gối xuống như thế. Rất tốt. Và nếu bạn làm được như vậy sẽ rất tốt. Nhưng nếu không thì cứ để ở đây. Quan trọng là bạn cứ cố gắng kéo nó càng gần càng tốt. Hạ gối đó xuống. Đầu tiên bạn hãy thẳng lưng lên. Tập lưng trước nào. Cứ vươn dài sống lưng ra. Còn ai chưa làm được thì cứ đơn giản là ngồi thế này nhé. Đừng nên cố quá. Tôi muốn bạn cứ giữ nguyên đó. Nói cho bạn nghe, tư thế này rất thần kỳ. Khi bạn ngồi thế này, chân sẽ thế này. Nó giúp giãn cơ rất tốt cho bắp chân và những cơ xung quanh đó. Giúp tập khớp mắt cá rất tốt đấy. Và khi bạn thẳng lưng và cúi xuống trước, bạn đã giúp thẳng lưng dưới và cả gân chân nữa. Rất tuyệt. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này trong 3 nhịp thở. Cảm nhận sức ép đó. Bạn thấy gót chân không? Khi dựa tới trước, nó ép vào vùng bụng dưới của tôi. Massage nó, có thấy không? Yoga không chỉ là căng cơ. Khi bạn để gót thế này, đã được massage và giải tỏa tất cả những căng thẳng cùng chất độc nơi này. Tốt lắm, 2 nhịp. Tốt lắm. 1. Tốt lắm. Và tôi muốn bạn hãy thả lỏng. Thẳng chân ngửa đầu ra sau thư giãn, 2 nhịp thở. Rất tốt. Nhìn về phía trước. Hãy tập Bhujangasana để giải tỏa những căng thẳng nơi lưng này. Nào, thẳng tay qua trái và chạm đầu xuống sàn. Khi bạn chạm đầu xuống, cố gắng đừng nhấc mông lên thế này. Tôi muốn bạn ép nó xuống và giữ nguyên thế này. Tốt lắm. Nào, ngồi dậy và thật thẳng lưng. Tốt, bên phải nào. Và mong bạn chạm sàn. Rất tốt. Cứ giữ nguyên đó, tuyệt lắm. Và bạn có thể nhích qua như thế này. Tốt lắm. Lại nào. Ngồi lên. Và xoay sang bên này. Thả lỏng nha. Mông xuống. Giữ nguyên. Rất tốt cho xương sống. Căng thẳng nơi lưng sẽ được giải tỏa. Ta sẽ làm 2 lần nữa. Lên và bên. Tốt. Lại nào. Lên. Ngồi dậy và bên. Tốt lắm. Đừng nói tôi là bạn thấy mệt khi tập thế này nha. Tốt lắm. Lên nào. Thả lỏng tay ra sau. Nào, bạn tập thế nào rồi? Tôi chắc chắn rằng bạn tập rất tốt, rất đúng. Và khi tập thế này, thân thể bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng. Có thấy không? Ngay cả khi không có nhạc, thì hông bạn vẫn không ngừng nhảy đấy. Hãy thoải mái, khiến cơ thể thả lỏng. Tôi gọi tư thế này là không trọng lượng. Khi thân thể bạn không đau đớn, bạn thấy cứ như là không trọng lượng. Nếu đau thì sẽ cảm thấy nặng nề. Nhất là khi bạn có chứng nhức đầu, bạn sẽ cảm nhận được nó vì bạn đang bị nhức đầu. Còn nếu không, bạn sẽ chẳng cảm thấy nặng đầu. Nào, ta sẽ tập một thế cân bằng. Bây giờ, cong gối lại. Ta sẽ thăng bằng trên mông. Nhớ, ôm từ phía dưới thế này. Bây giờ, ngã ra sau. Bạn sẽ thấy chân dường như đã nâng lên rồi. Và giữ nguyên thế này. Và nếu bạn thấy tư thế quá khó như cô ấy đấy, cứ làm như thế. Tốt lắm, cứ như vậy. Thế này bạn sẽ tập luôn cả 2 thế. Và cứ giữ như bạn đang trên mặt nước. Đừng chìm xuống nhé. Và trong 5 giây nào. 4, 3, 2. Tuyệt lắm. Cong chân lại và xuống. Cứ ngồi và cong chân thế này. Thẳng lưng lên. Kéo dài ra. Rất tốt. Ta sẽ làm một lần nữa nào. Một hay 2 lần nữa nào. 2 à. Tôi biết bạn nói là một lần. Không sao cả. Cứ tập một lần. Nhưng ta sẽ làm cho một lần giống như 2 lần vậy nhé. Nào, chân cong không sao. Tôi muốn bạn cứ ngồi thế này. Rất tốt.
Ấy, cô ấy đang chìm xuống kìa. Tôi chắc cô ấy đang chìm đó. Nhưng hãy cố gắng trở lại ngay nha. Có thấy không? Như thế này thật là đẹp nào. Thế này là con thuyền. Bạn đang nổi trên mặt nước. Tốt lắm. 10 giây nữa nào. 9 8 7 6 5 giây nữa nào. 4 3 2 và hạ xuống cong gối. Tốt lắm. Thả lỏng chân. Và hãy thả lỏng đầu, hít thở nhé. Hít thở nào, 2 nhịp. 1 nhịp nữa. Tốt lắm. Và nhìn lên. Rất tốt. Bây giờ tôi muốn bạn ngồi tư thế kim cương nha. Ngồi tư thế kim cương. Tốt lắm. Ngồi cao lên. Thẳng lưng. Và bạn biết đó, nếu bạn thấy đau quá, tôi khuyên đừng làm. Nếu đầu gối quá đau, có điều gì không tốt cho gối rồi. Và bạn biết, nếu gối quá đau đớn thì bạn nên phân biệt sự đau đớn với việc căng cơ. Nếu căng cơ một cách nhẹ nhàng thì không sao. Nào, ngồi trong tư thế này. Tôi muốn bạn hít thở 2 nhịp, đưa hơi thở xuống bụng. 1, thở ra. 2, thở ra. Hôm nay, tôi chỉ cho các bạn một kỹ thuật gọi là camel. Xin lỗi, nói lại nhé. Camel. Không không, bạn biết đó. Khi tôi dạy ở Singapore, nhiều người nói với tôi họ không thể kêu tên tôi là Kaman. Tôi tên là Kaman, ai cũng biết. Nhưng mà họ không thể gọi. Họ kêu tôi là camel, lạc đà, nhưng không sao cả. Bây giờ, ta tập thế lạc đà. Hai gối hơi dang ra. Và bạn quỳ lên như thế này. Đặt tay lên hông. Và tôi muốn tập trung vào việc mở rộng ngực. Săn bả vai lại. Và tôi muốn bạn nhìn lên. Thế thôi. Chỉ cần đẩy hông một chút. Ở nguyên đó. Hít thở nào. Tốt lắm. Thế này gọi là lạc đà. Và tôi muốn bạn mở rộng phần ngực ra nhé. Và thả lỏng nữa. Nào chỉ thế thôi. Đúng rồi. Và giữ nguyên như thế. Ai có vấn đề gì đầu gối, gối rất đau, bạn có thể dùng khăn. Có thấy không? Đặt nó dưới này này. Bạn có thể thực hiện tất cả một cách thoải mái bằng cách lót khăn. Và mở rộng ngực ra. Và nhớ đẩy vai nào. Nào, 5 giây. 4 3 2 và ngồi xuống nào. Có thấy không? Ta sẽ tập lại nhé. Tốt lắm. Từ từ quỳ lên nào. Và nhớ mở rộng hông. Bạn thấy không? Nếu như hông quá cứng sẽ khiến không tuần hoàn máu được. Máu không xuống được đường tiết niệu và sẽ khiến tắc ở đây. Và bạn càng mở nó ra thì năng lượng dồn xuống khung chậu ngay. Nào, đẩy hông ra. Đẩy ngực lên nhé. Cứ thẳng cổ họng ra. Và săn bả vai lại. Và bạn sẽ đẩy ngực lên cao nữa. Tốt, cứ thế nhé. Hít thở. Có thấy không? Những người nào tập lần đầu tiên cứ từ từ như thế này. Bạn không cần phải cố quá, làm tổn thương lưng. Cứ giữ như thế. Và cảm nhận sự tự do nơi cổ họng. Và thấy ngực mở ra. Cảm nhận nó. Và cả hơi thở nữa. Có một từ ngữ đơn giản hóa nói về tư thế lạc đà này bằng tiếng Phạn. Đó là Ukrasen. Nào từ từ trở lại. Ngồi xuống. Chỉ có thế thôi. Bây giờ tôi muốn bạn tập cân bằng năng lượng. Co chân phải lên gần đầu gối. Và đặt bắp tay phải lên gối. Đơn giản thế thôi. Thấy không nào? Bây giờ, đặt tay trái lên gối trái. Cứ thế, và tôi muốn bạn giữ nguyên thế này. Xem căng thẳng, đau đớn đang ở đâu. Tốt lắm. 2 nhịp thở.
Tuyệt lắm. Một nhịp nữa nào. Tốt. Nào, bây giờ gập chân phải lại và đổi chân kia. Đặt tay úp xuống và ngay trên gối nhé. Giữ nguyên thế này và tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào, bạn đâu rồi? Tôi biết bạn ở đó và chờ tôi trong thế này. Tôi thích nhìn điều đó lắm, vì đó là một thứ kỷ luật rất tốt. Nào, từ từ trở lại trong tư thế kim cương. Ta sẽ tập thế duỗi con mèo. Được chưa nào? Đặt tay ra phía trước, vai rộng ra, còn gối rộng bằng hông. Bây giờ tôi muốn bạn làm là từ từ nhấc chân sang bên phải. Nhìn sang bên phải, hít vào. Tốt, có thấy không? Hạ xuống nào. Nào, thẳng chân ra. Hít vào. Tốt lắm. Và hạ xuống, chỉ thế thôi, rất dễ dàng. Nhìn sang bên phải, hít vào. Tốt, có thấy không? Hạ xuống nào. Bây giờ, thẳng chân ra, hít vào và hạ xuống. Tốt, thế thôi. Có thấy không? Rất dễ. Qua bên trước, hít vào, hạ xuống. Bạn thấy mình đang tập cổ đó. Thẳng chân, hít vào và hạ xuống. Tốt lắm. Làm lại nào. Hít vào, sang bên và hạ xuống. Rất tốt. Nào, duỗi chân ra, thở ra và hạ xuống. Tốt lắm. Lần cuối nào, hít vào, nhấc cao lên nào. Tốt lắm, cao chút xíu và bạn có thể cảm nhận khớp khỏe lên. Hạ xuống, duỗi ra, chân thẳng. Tốt lắm, hạ xuống nào. Trở lại thế đứa trẻ, nghỉ ngơi một chút. Thả lỏng đầu, thả lỏng khuỷu. Thả lỏng đầu, bạn thấy không? Mỗi khi bạn trở về tư thế đứa trẻ thì cứ thế này, thật nhẹ nhàng thực hiện. Không lo lắng. Hãy trở thành một đứa trẻ thế này. Nào, ta lại quỳ lên lại nào. Quỳ lên tứ chi, nhìn sang trái và nhấc chân trái lên. Bạn thấy không? Cao như thế là đủ rồi. Nào, hạ xuống. Tốt lắm. Hít vào, chân trái duỗi ra, cầm lên. Và hạ xuống. Tốt lắm. Sang bên, nhìn vào nó nào. Và xuống. Bạn thấy không? Bạn cũng tập cổ luôn đó. Thế này rất tốt cho hông, cho xương sống, cho cổ. Hạ xuống nào. Hai lần nữa, sang bên. Cao lên, tuyệt lắm. Rồi hạ xuống. Ngước cầm lên, duỗi thẳng chân. Và hạ xuống. Lần cuối cùng, sang bên. Và tôi muốn bạn giữ nguyên. Cảm nhận nó, cảm nhận sức mạnh nơi xương, nơi khớp giữ xương. 3 giây, hạ xuống. Tốt lắm. Nào, ngước cầm lên. Tôi muốn bạn giữ nguyên, cảm nhận xương và khớp. 5 giây nhé. 4, 3, 2. Và đứa trẻ, hãy trở thành đứa trẻ nào. Bạn cứ ở thế đứa trẻ và hít thở nhé. Tốt lắm. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế và mở rộng đầu gối ra một chút. Mở rộng ra. Thấy không, rất đơn giản. Tư thế đứa trẻ và nhích hai gối ra một chút. Nào, từ từ ngẩng mặt lên và quỳ lên tứ chi nào. Và cùng lúc với việc hạ hông xuống, tôi muốn bạn nhìn qua vai trái của mình. Chỉ thế thôi, rất dễ dàng. Và trở lại quỳ lên nào. Và bạn giống như kích thích xương sống để giải tỏa tất cả những căng thẳng. Đầu cúi xuống nào. Lại ngẩng đầu lên và từ từ áp hông xuống trước. Được không? Cong khuỷu và nhìn qua vai phải nào. Tốt lắm. Khi cong khuỷu, bạn cũng khiến tay mình khỏe hơn. Trở lại trên tứ chi nào. Tốt lắm. Thực hiện nào. Thật chậm, cứ từ từ nha. Tốt lắm.
áp hông xuống trước, cong khuỷu và nhìn sang vai trái nhé. Thấy không? Rất tuyệt. Và từ từ trở lên lại nào. Và trở lại tư thế đứa trẻ. Rất tốt, hít vào. Tư thế này giúp thả lỏng tất cả các khớp, chỉ trong một thôi. Rồi từ từ nhìn sang bên. Những căng thẳng trong gối, trong hông, mắt cá, trong sống lưng và khuỷu, vai, tất cả được giải phóng. Được chứ? Nào, ta sẽ tập lần cuối. Tuyệt lắm. Lên lại nào. Áp hông xuống, cong khuỷu và nhìn sang bên. Mở rộng vai, có được không? Rất tốt. Còn một lần nữa. Quỳ lên nào. Từ từ hít vào, áp hông xuống và nhìn sang bên. Tôi muốn bạn giữ nguyên thế này và hít thở. Nếu cảm thấy sống lưng quá đau, bạn có thể thế này trên khuỷu nhé. Từ từ hạ xuống trên khuỷu thế này. Dễ thôi có đúng không? 4 giây. Dễ thôi mà. 3 giây. Tốt lắm. 2 giây. Và trở lại tư thế đứa trẻ. Tuyệt lắm. Hít thở 2 nhịp nào. 2, 1. Tuyệt vời. Từ từ bỏ tay lại gần và ngồi xuống. Nào bây giờ hãy nằm ngửa, thẳng chân ra và nằm ngửa ra. Dịch xuống một tí nào. Bạn cũng vậy. Tôi muốn bạn dịch xuống một tí. Cứ nằm thế, hít thở và sẵn sàng để tập thế tiếp theo nha. Một nhịp nữa. Tốt lắm. Và điều bạn làm là tôi muốn bạn dang tay ra hai bên. Rất dễ, cả hai tay hai bên. Tốt lắm. Từng chân cong lên. Bàn chân áp xuống sàn nhà. Nào, ta sẽ tập thẳng chân kết hợp cùng với động tác giải tỏa căng cơ nơi khớp hông. Được không nào? Nhiều người bị vấn đề này lắm đó. Cách mà họ ngồi xuống, cách họ đi đứng, tất cả áp lực đều dồn lên xương hông. Có đúng không? Và ta làm nhiều thứ khiến xương hông trở nên già nua, yếu hơn. Và nếu như bạn tập nhiều để giải tỏa những căng thẳng nơi khớp hông, nó sẽ trở nên trẻ hơn và bạn cũng nhìn có vẻ trẻ hơn nữa. Duỗi chân phải thẳng ra và bạn sẽ làm là nhấc chân phải lên. Tuyệt lắm. Thẳng lên trần nhà nếu có thể, nhưng ở đây cũng được. Và điều bạn làm là từ từ hạ nó xuống bên tay phải. Từ từ, chứ đừng thả nó xuống ngay nha. Hãy nhớ điều khiển cơ của mình nha. Nào, bây giờ tập trung vào cơ đùi trong. Hít vào nâng lên. Và khi thở ra hạ xuống. Tôi biết bạn rất thích tư thế này. Rất thích nó, vì nó sẽ khiến đùi bạn căng ra và trở nên thon thả. Nó sẽ cho bạn thứ gì? Gọi là gì nhé? Chân yoga. Nó sẽ thon và rất khỏe. Nào, chân phải lên, hít vào. Và hạ nó xuống bên. Thật chậm. Điều khiển nào. Nâng lên. Và hạ xuống. Thấy không? Bạn đã vừa thực hiện một động tác căng cơ đấy. Bạn khiến cơ khỏe lên. Lên nữa nào. Sang bên. Rất tuyệt. Lên nữa. Và xuống. Nào, hai lần cuối nào. Hai lần nữa. Và có thể cong gối, hạ sang bên. Như thế đó, có thấy không? Cứ thế. Như bạn đang tập đùi trong vậy. Và hạ xuống. Lần cuối nào, từ từ nâng lên. Rất tuyệt. Hạ xuống, từ từ điều khiển nha. Nâng lên. Và từ từ hạ xuống. Tốt lắm. Hãy đổi chân nào. Nào, chân này cong và duỗi chân kia nhé. Giống như vậy, nhấc lên nào. Rất tốt. Và từ từ hạ xuống. Thở ra nào. Làm lại nào, hít vào. Tốt lắm. Và thở ra. Đúng rồi, cô cảm nhận thấy đùi mình không? Ta sẽ cảm nhận thấy các cơ mà từ đó đến giờ không biết. Nào hít vào, chân lên và thở ra. Hạ xuống, rất tuyệt. Lên nữa nào. Và hạ xuống. Bạn sẽ cảm thấy khó khăn hay dễ dàng khi nâng lên. Hít vào, lên.
thì bạn có thể cong chân thế này và thở ra. Rất đơn giản. Rồi hít vào và hạ xuống. Tốt lắm. Ba lần nữa. Hít vào, nâng lên. Có thấy không? Thế cũng được. Nhưng nhớ tập trung vào đùi trong. Hít vào, nâng lên. Rất tốt. Và thở ra. Tốt lắm. Một lần nữa. Mà một hay hai lần ấy nhỉ? Xin lỗi. Hai lần. Hai lần. Tốt lắm. Bạn làm rất tốt. Ta sẽ làm hai lần nữa. Nào, hít vào nâng lên và hạ nó sang bên. Tốt lắm, nâng lên và hạ nó xuống cùng duỗi hai chân ra nữa nha. Thẳng chân ra, hai chân hơi dang ra, tay hai bên. Tốt lắm, và hít thở nha. Hãy cảm nhận hơi thở ở bụng. Tốt lắm, một lần nữa, cảm nhận hơi thở nào. Nào, ta hãy tập cơ bụng lần nữa nha. Rất quan trọng đấy, rất quan trọng. Nhớ tập luyện nơi đó. Có nhiều người không thích tập bụng đâu. Nhưng cứ tập một hai lần sẽ rất tốt, cực kỳ tốt. Bây giờ, lót tay bạn dưới mông nào. Tốt lắm. Và ấn lưng dưới xuống sàn để bạn không làm tổn thương nó. Tốt lắm. Áp vai xuống. Và điều bạn làm là khép hai chân lại. Bạn từ từ nhấc lên một góc 60 độ. Như vậy được rồi. Cứ giữ đấy nha. Những ai không thể làm thì cứ làm theo cách này. Rất tốt. Và không sao cả. Và từ từ hạ xuống. Bạn thấy không? Những ai có thể làm thì cứ nhấc cả hai chân. Chân kia nào. Nhớ chắc chắn là bạn tập cả hai chân nha. Nếu không thì không tốt đâu. Hạ xuống nào. Và bạn đang bước ra khỏi nhà đấy. Tốt lắm. Bạn đang tập cả hai chân. Nâng lên nữa nào. Rất tuyệt. Hạ xuống. Nào, chân kia lên. Tuyệt lắm. Hạ xuống. Chân kia nào. Lên. Và xuống. Và tôi muốn bạn giữ thế này trong 10 giây. 9, 8, 7. Cảm nhận cơ bụng khỏe hơn. 6, 5, 4, 3, 2. Và từ từ thả chân xuống nhé. Rất tốt. Hai chân hơi dang ra. Hai tay trên sàn, hai bên người. Lòng bàn tay hướng lên và thả lỏng. Hai tay đặt hai bên nhé. Rồi điều chỉnh, cứ thư giãn trên sàn. Tôi muốn bạn ở đây và tôi sẽ trở lại ngay. Xin chào. Vậy nào. Vậy nào, vậy nào. Được rồi, tôi chỉ muốn bạn chú ý vào việc hít thở. Và tôi chắc chắn là bạn sẽ buồn ngủ đấy. Và điều ta sẽ làm tiếp theo, đó là thế cây cầu. Nhưng lần này, ta sẽ đưa tay qua đầu. Như thế đấy. Có nhiều người khi đưa tay qua đầu sẽ thấy rất khó khăn khi chạm xuống sàn. Nhưng bằng cách tập luyện, bạn sẽ làm được. Có thấy không? Tay phải thả lỏng như thế đấy. Cong chân bạn nào, cong nào. Và đưa gót về sát mông. Rất đơn giản thôi. Từ từ nào. Bạn thấy không? Bả vai nhẹ nhàng thả lỏng. Rất tốt. Hơi khó. Nhưng bằng cách tập luyện, bạn sẽ làm được điều đó. Bây giờ, hít vào, nâng hông lên nào. Thế thôi, rất đơn giản. Được chưa nào? Bây giờ hạ xuống. Đơn giản phải không? Dễ dàng. Bây giờ hít vào. Nâng lên nào. Bạn đang tập luyện cho cánh tay khỏe hơn. Xuống nào. Và bạn hạ hông xuống nào. Bạn không làm gì nó cả. Cứ để nó duỗi ra một cách tự nhiên. Nâng lên lần nữa nào. Cao hơn nữa. Và hạ xuống. Ta còn hai lần nữa nhé. Tốt lắm. Nâng lên nào. Từ từ. Và bạn thở ra. Lần cuối nào. Hít vào. Và tôi muốn bạn giữ thế này. Nâng cao lên nữa. Cứ cảm nhận vai đang buông lỏng trên sàn. Thật dễ chịu. Và hông cao lên. Và chú ý vào hơi thở. Bây giờ tôi muốn bạn săn mông lại thật chắc nào. Khi bạn săn mông, bạn sẽ cảm nhận sống lưng.
5 giây nào. 4, 3, 2, và thả xuống nhé. Từ từ thôi. Đúng rồi. Và đặt hai tay sang hai bên nào. Và hít thở 2 nhịp nhé. Tốt, khi hít vào bụng phình lên và hạ xuống nhẹ nhàng. Nào, duỗi dài chân xuống sàn. Một lần nữa, xuống. Bây giờ, ta sẽ tập thế con cá. Trước đây ta đã thực hiện bằng cách đặt tay dưới mông thế này. Và lần này, ta sẽ khiến nó khó hơn. Bạn cần phát triển, cải tiến tư thế nhé. Bây giờ, đặt hai tay sang hai bên, đẩy người lên. Nếu bạn không làm được, thì cứ ngồi dậy với tay lót dưới mông. Bây giờ bạn hít vào và từ từ ngã đầu chạm sàn nhé. Nào, những ai không làm được cũng không sao. Tôi muốn bạn cứ thả lỏng đầu. Có nhiều người cổ rất cứng, cứ để đó, cứ để tự nhiên và bạn đẩy xương lên. Đẩy xương ức lên nào. Tôi muốn bạn giữ thế này trong 10 giây. 9, 8, 7, 6, 5, tốt lắm, 4, 3, 2, và từ từ ngẩng đầu lên, và từ từ nằm xuống, như thế đấy, và hít thở 2 nhịp nào, khi hít vào bụng phình lên, và thở ra bụng hạ xuống lại nào, hít vào bụng phình lên, và thở ra bụng hạ xuống, nào, từ từ nghiêng sang bên, cong gối và ngồi lên nào. Tốt lắm. Ta sẽ lại ngồi lên tư thế kim cương nào. Tôi muốn bạn ngồi trong tư thế kim cương. Và trước đó ta đã tập tư thế này rồi nhỉ. Bây giờ tôi muốn bạn dòng chân này qua gối trái và ngồi thật thăng bằng trên chân nào. Nào, bây giờ bạn có thể đặt tay sang bên hay là ôm cả hai gối. Tùy bạn thôi, nhưng cần phải thăng bằng khi làm điều đó. Đặt tay thế này cũng được. Rất tốt. Và tôi muốn bạn ngồi thế này 5 giây nhé. 4, 3, 2, và thả lỏng. Trở lại nhé. Bây giờ tới chân kia. Dắt qua gối phải và ngồi thế. Bạn thấy khi ngồi xuống, bạn đã tạo ra một sức ép. Sức ép nơi huyệt sinh dục. Và tôi muốn bạn ôm gối càng lâu càng tốt. Hay để hai tay hai bên người nhé. Nào, 5 giây cho thăng bằng. 4, 3, tốt lắm, 2, và từ từ thả lỏng. Từ từ rút chân lại. Tuyệt lắm. Bây giờ tôi muốn bạn từ từ nằm sấp nhé. Đặt tay thế này và dựa đầu vào tay vài giây. Bạn hít thở 2 nhịp. Nhớ hít thở 2 nhịp. Một lần nữa. Nào, ngẩng đầu lên. Và ta bắt đầu nào. Điều này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, nó sẽ kéo dài sống lưng khi bạn nằm như thế này và sẽ không khiến nhiều sức ép lên cánh tay của bạn. Tôi muốn bạn nằm thế này, nhìn ra phía trước. Và điều tôi muốn bạn làm là nhấc chân lên thật nhẹ nhàng. Hít vào, nâng lên và hạ xuống. Chân trái nào, lên và hạ xuống. Tốt lắm. Phải nào, lên. Thế này rất tốt để khiến xương hông bạn khỏe hơn. Khiến xương hông của bạn khỏe hơn. Nữa nào, chân trái, lên và xuống. Cô thấy thế nào? Xuống. Phải. Tốt lắm, thấy không? Cứ cử động. Nào, lên. Những ai bị đau hông, đau nhiều, hãy tập kỹ thuật này. Chân phải lên nào. Lần cuối, lên. Hạ xuống. Chân trái, lên. Và giữ đó. Hạ
xuống và cúi xuống, cúi đầu xuống và hít thở hai nhịp nào. Một. Hai. Rất tuyệt. Bây giờ chống khuỷu lên nha. Tốt. Và điều ta sẽ làm là thẳng tay ra nha. Thẳng tay ra ngay trước mặt bạn nào. Có được không? Bây giờ bạn thẳng tay ra, tay phải ấy, và nhớ kiểm tra đầu và tay bạn phải thẳng hàng nha. Đừng nhìn lên, vì thế bạn sẽ khiến sức ép nhiều lên cổ. Tôi muốn bạn chỉ cần ở đó, vậy thôi. Nào, 5 giây nào. 4, 3, 2, và hạ xuống nào. Đúng rồi. Nào, tay trái. Tuyệt vời, tốt lắm, 5 giây. 4, 3, 2, và từ từ hạ xuống. Ta sẽ tập lần cuối nào, tập được chứ? Sẵn sàng, thế này rất tốt. Tốt cho vai của bạn. Nào, 4 giây. 3, 2, và hạ xuống. Tay trái, 5 giây. 4, 3, 2, và hạ xuống. Tốt lắm. Nằm xuống nào. Tốt lắm. Và lại hít thở 2 nhịp nhé. Tốt lắm. Bây giờ, ta tập xoắn cho sống lưng nha. Được chưa nào? Thả lỏng cằm và dang hai tay ra hai bên. Giống thế này. Bây giờ cong cả hai gối. Điều tôi muốn bạn làm là nghiêng cả hai chân sang bên phải nào. Chỉ hạ xuống thôi, thấy không? Hai gối áp sát và vai bạn áp xuống. Như thế rất tốt cho xương sống. Nào, chuyển chân sang bên kia. Chỉ cần lăn nó qua thôi, sang bên kia. Đúng rồi, hãy trở thành một đứa trẻ. Rất tốt, giúp tập cho sống lưng đó. Hai lần nữa nào, phải nào. Bây giờ bên trái ta còn một lần cuối nữa nha. Phải và trái, tốt lắm. Trở lại nào. Tốt lắm. Tư thế này bạn có thể tập 20 lần cũng được. Rất tốt đấy. Nhưng bạn tập 4 lần cũng đủ rồi. Từ từ trở lại và hạ chân xuống nào. Rất tốt. Hít thở 2 nhịp nào. Tốt lắm, 1 nhịp. Và tôi muốn bạn từ từ nằm ngửa ra nào. Nằm ngửa nào. Và tôi muốn bạn thực hiện tư thế tên là Santiasen. Đây là tư thế rất êm đềm. Nó sẽ mang lại sự êm đềm khiến bạn hướng nội, khiến mang lại sự cân bằng. Điều bạn nên làm là hai chân hơi dang ra, hai mũi chân hướng ra ngoài. Có thấy không? Khi bạn giữ thế này, có rất nhiều căng thẳng. Thả hai chân ra và nhớ thư giãn phần lưng dưới. Nhiều người thế này, nhưng họ không biết thư giãn vai và cánh tay nha. Để tay thả lỏng hoàn toàn, bạn có thể dùng khăn lót dưới đầu một cách nhẹ nhàng. Thấy thoải mái không? Tốt lắm, thư giãn nha. Có những người có chứng đau lưng có thể đặt khăn thế này. Có thấy không? Dưới đùi ấy và thả lỏng nào. Được chưa nào? Hãy nhắm mắt lại. Nhắm lại nào. Bạn cần tai để nghe tôi nói thôi. Rất tốt. Nhắm mắt lại nghe tôi nói. Thư giãn khuôn mặt bạn. Thả lỏng tai. Tốt lắm. Thả lỏng ngực. Tôi muốn bạn thả lỏng bụng. Cứ tập trung vào sự thả lỏng để thư giãn chính mình, nạp năng lượng lại cho mình. Thả lỏng phần đùi. Thả lỏng bàn chân. Nào, cảm nhận hơi thở từ mũi đến rốn. Khi bạn hít thở, bạn cảm thấy hơi thở từ mũi chạm đến vùng bụng.
Và khi thở ra, bụng hạ xuống. Tôi muốn bạn hít thở thật chậm và sâu, nhưng đừng vội vàng, đừng ngắt quãng hơi thở của mình. Và không tạo ra tiếng động khi bạn thở. Nó rất tốt, tốt cho tim, tốt cho não và cả phổi nữa. Nó sẽ giúp bạn ngủ như một đứa trẻ. Nếu không ngủ được, hãy tập kỹ thuật này, cứ giữ nguyên thế này càng lâu càng tốt. Hẹn gặp lại bạn. Xin chào. Yoga giúp bạn linh hoạt, khỏe hơn, đầy năng lượng, và nó còn giúp bạn cao hơn nữa. Xin chào.